Mọi người, hôm nay mình làm clip này nói về chữ as. Tại sao mình lại nói về chữ as trong khi gần như là tất cả nó đều có trên mạng rồi, không có gì phải đắn đo nữa. As nó có nghĩa là hoặc A hoặc là B. Nhưng có một điều đặc biệt là quan trọng của as mà người ta hầu như thầy cô Việt Nam không ai giải thích, không ai dạy, đó là as còn có một nghĩa nữa, đó là both, nghĩa là cả A và B. Nhưng đôi khi ấy, cái as mang nghĩa both này thường không nhiều, nên thầy cô đôi khi ít nói. Thực ra nó rất gì là quan trọng, bởi vì nó có thể dẫn đến chết cả mạng người. Ở một vài ví dụ mà mình sẽ nói ở sau. Vậy thì khi nào as mang nghĩa là but thì trước khi đến với nghĩa but của as, mình sẽ search ra chữ but nó nghĩa là gì cho các bạn ở trang Cambridge Dictionary. Đây, but. Chúng ta dùng both khi đề cập hai thứ hoặc mọi người together, là cùng nhau, phải là together, cùng nhau, được chưa? Vậy trở lại as, trong khi as lại mang cái nghĩa ấy là hoặc A hoặc B, lại không cùng nhau à? Thế ra nó thường là gây ra cảm giác là đối lập rồi. Nhưng không, as nó vẫn có một nghĩa là but. Nó đặc biệt không những đúng ở trong tiếng Anh mà còn đúng cả tiếng Việt luôn. Đây là ví dụ. Ví dụ của trang Cambridge. Có rất nhiều shop on either side of the street, là nó có hai nghĩa, chúng ta có hiểu rồi. Có rất nhiều shop trên một hoặc hai bên của con đường, hoặc có rất nhiều shop ở cả hai bên của con đường. Đấy. Thì hai cái nghĩa hoặc và either và both là nó cùng một nghĩa ở trong trường hợp này. Các bạn cũng thử đặt câu hỏi xem. Khi bạn hỏi là có shop nào ở trên cái con đường Trần Hưng Đạo không, bạn đang trả lời either side, bất cứ bên nào cũng có shop hết, hoặc là cả hai bên, thì nó cũng đồng nghĩa với cả hai bên đều có shop. Hoặc khi bạn hỏi là ví dụ có hai con đường A và B để đến nhà tao, thì mày cho tao lời khuyên là nên chọn cái con đường nào thuận tiện nhất, thế thôi. Thì mình có thể bảo là either là một trong hai, mày thích cái nào cũng được. Nhưng mà ở đây nó cũng đồng nghĩa với việc là cả hai đường, mày thích đi đường nào cũng được. Đấy. Cho nên sẽ có những trường hợp là either mang với nghĩa both ở đây. Và khi either mang nghĩa both, nó cũng có nghĩa là either luôn, là hoặc. Hoặc cái này hoặc cái kia.
Vậy tại sao mình lúc nãy có nói một câu à, nhưng đôi khi ấy có những tình huống cái hiểu nghĩa của nó mang ý nghĩa chết người ấy. Thì mình sẽ lấy ví dụ cho bạn ở cái post cái link này cho bạn xem luôn. Nó nói về thuốc. Chẳng hạn một cái bệnh nhân nói với bác sĩ rằng họ có 2 hộp thuốc giảm đau tại nhà, và bệnh nhân hỏi bác sĩ là cái nào tôi có thể lấy để dùng. Nếu bác sĩ bảo you can take either thì nó có nghĩa là bạn có thể lấy một trong hai. Nhưng nếu bạn hiểu either ở đây ấy là cả hai, thì nó có nghĩa là either đây nghĩa là both, là bạn có thể sử dụng cả hai cùng một lúc. Nó sẽ gây ra sự chết người ở đây đúng không? Vì vậy đây, hoặc you can take both là bạn có thể dùng cả hai cùng một lúc, the same time, simultaneously, hoặc là bạn có thể sử dụng cả hai ở đây là hai ngày thì hết một lọ thuốc đầu tiên và 2 ngày sau bạn sẽ dùng tiếp lọ thứ hai, là bạn dùng cả 2 lọ thuốc. Nhưng khi bác sĩ bảo như can take air rồi là bạn có thể lấy một trong hai, là bạn chỉ dùng được một trong hai cái lọ thuốc này thôi. Đấy. Nó là sẽ là gây ra sự hiểu nhầm rất gì là nguy hiểm. Vì vậy để đôi khi để mang một cái sự an toàn ấy trong cách hiểu ấy, thì các bạn cứ dùng either như nghĩa mặc định của nó, cái nghĩa chủ yếu của nó, hạn chế dùng cái từ either mang nghĩa both. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip giải thích clip của mình nói về chữ either. Đôi khi nó cũng mang nghĩa là bò như thế nào. Hy vọng các bạn không hiểu sai trong những tình huống có thể dẫn đến sự chết người. Đây.